chào quý vị và bà con. Như vậy là sáng sớm nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày hôm nay thì không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh thì Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Các tỉnh miền Bắc trời trở rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng sản xuất nông nghiệp trong đêm nay và ngày mai. Các tỉnh Tây Bắc trời nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ, có nơi là từ 24 đến 26 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 100%. Ở phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 12 cho đến 15 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ, ở vùng núi là từ 12 đến 15 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3, trời rét, đêm trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 cho đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 16 đến 19 độ và độ ẩm là từ 80 đến 90%. Thưa bà con, thời tiết giá rét tại các địa phương miền Bắc còn kéo dài vài ba tháng nữa. Do vậy, việc tìm mua giống cỏ dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng cho năng suất cao và dự trữ cỏ cho trâu bò dê là việc làm cần thiết. Sau đây là một số giống cỏ mà bà con có thể lựa chọn. Cỏ decumben có nguồn gốc ở châu Phi, loại cỏ này sinh trưởng tốt nhất trong các tháng từ mùa xuân đến mùa thu. Nhiệt độ thích hợp cho cây sinh trưởng là từ 25 đến 30 độ C, có khả năng chịu đựng tốt với xương giá. Cỏ decumben thích hợp với nhiều loại đất khác nhau, kể cả trên các chân đất xấu, hàm lượng dinh dưỡng thấp. Năng suất chất xanh cỏ decumben đạt trung bình từ 80 đến 140 tấn một hecta một năm. Cỏ Guatemala có nguồn gốc từ nước Guatemala vùng Nam Mỹ, được nhập vào nước ta từ lâu. Loại cỏ này rất dễ trồng, sinh trưởng quanh năm, trồng một lần 4 đến 5 năm sau mới phải trồng lại, có khả năng chịu được hạn, rét và sương muối rất cao. Hiện nay ở nước ta thì cỏ Guatemala được trồng nhiều ở các huyện vùng cao thuộc tỉnh Hà Giang, nơi có nhiều núi đá, khó khăn cho việc trồng các loại cỏ khác để phục vụ cho chăn nuôi đại gia súc. Chuyển sang thời tiết khu vực miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 3, ở vùng ven biển mạnh cấp 4, cấp 5, ở phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, ở phía Nam là từ 18 đến 21 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ, và ở phía Nam là từ 24 đến 27 độ. Độ ẩm là từ 80 cho đến 85%. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Thưa bà con, Vĩnh Sơn, xã vùng cao của huyện miền núi Vĩnh Thạnh, Bình Định, nằm trên độ cao gần 1.000 mét so với mặt nước biển. Dựa vào lợi thế có thổ nhưỡng, khí hậu như các tỉnh Tây Nguyên, công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sông Côn đã đưa vào trồng thử nghiệm cây cao su trên vùng đất này. Cuối năm 2012, công ty Sông Côn tiếp tục mở rộng vườn cao su thêm 9 hectare nữa tại làng K3. Diện tích này trước đây được trồng keo nguyên liệu giấy. Mặc dù hiện nay thì đầu ra của gỗ nguyên liệu giấy rất ổn định, thế nhưng so sánh giữa keo và cao su, hiệu quả kinh tế từ cây cao su hấp dẫn hơn và nhanh chóng được bà con đồng bào dân tộc thiểu số trong vùng nắm bắt. Hiện diện tích cây cao su tiểu điền trong hộ dân ở Vĩnh Sơn đã tăng đến 25 ha. Theo đánh giá của lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp Sông Côn, hiện nay thì diện tích đất có thể chuyển đổi trồng cây cao su tại huyện Vĩnh Thạnh có đến hàng ngàn ha, chủ yếu là đất trong dân. Tuy nhiên, để đến được với cây cao su, người dân địa phương rất cần nhà nước có chính sách hỗ trợ về vốn, cây giống và kỹ thuật. Được như vậy thì cây cao su sẽ phát huy hết hiệu quả trên vùng đất này. Chuyển sang thời tiết khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ và độ ẩm là từ 60 cho đến 70%. Bản tin thời tiết nông vụ đến đây là hết. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.